Viên thông dị trần, dược dương dược thượng Bồ Tát. Kinh văn: hai vị pháp dương tử dược dương dược thượng cùng với 500 vị phạm thiên trong chúng hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: từ vô thủy kiếp đến nay, chúng con làm lương y trong thế gian, miệng thường nếm các thứ cỏ cây, đá, kim loại trong cõi giới Ta Bà này, số mục có đến 84.000 thứ. Chúng con biết hết các vị đắng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay, cùng sự hòa hợp và biến đổi từ các vị ấy sinh ra. Thứ nào là lạnh, thứ nào tính nóng, thứ nào độc, thứ nào không độc, chúng con đều biết rõ. Giảng giải: Hương Nghiêm đồng tử ngộ đạo là do quán sát hương trần. Upanishada ngộ đạo là nhờ quán sát sắc trần. Kiều Trần Na ngộ đạo là do quán sát thanh trần. Hai vị Bồ Tát Dược Dương Dược Thượng ngộ đạo là nhờ quán sát vị trần. Hai vị Bồ Tát Dược Dương Dược Thượng là hai anh em. Trong thời quá khứ, Bồ Tát Dược Dương có phát lời nguyện sẽ làm vị lương y cho thế gian. Thế nên ai đến gặp Ngài đều được chữa lành bệnh, bất luận họ bị bệnh nặng đến mức nào. Ngài phát lời nguyện này vào thời Đức Phật Lưu Ly Quang Như Lai, có tỷ khu Nhật Tạng giảng nói diệu pháp. Trong pháp hội, có vị trưởng giả tên là Tinh Tú Quang, nghe pháp sanh lòng vui mừng, nên đã cùng với người em của mình phát nguyện như vậy trước tỷ khu Nhật Tạng. Ở Trung Hoa có vua Thần Nông, cũng nếm được 100 loại thảo mộc và phát minh ra cách trị bệnh bằng dược thảo. Dạ dày của ông giống như tấm gương, có thể thấy được thức ăn là độc hay hiền. Nhưng không may, dân Trung Hoa ngày nay hoàn toàn không hiểu được những tinh túy từ lịch sử như thế này. Họ cho rằng đó chỉ là những truyền thuyết. Thực ra, đây là những sự kiện rất bình thường, đều có ghi trong các tài liệu y học của Trung Hoa. Nhưng sinh viên Trung Hoa thời hiện đại không đọc những sách cổ, thế nên họ không hiểu được những chuyện này. Chính tôi đã đọc được chuyện này, tôi tin rằng vua Thần Nông là thân tái sinh của Bồ Tát Dược Dương, Ngài thị hiện ở Trung Hoa để giúp cho nền tảng nghiên cứu y học ở đó. Hai vị Pháp Dương Tử Dược Dương Dược Thượng cùng với 500 vị Phạm Thiên trong chúng hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đức Phật là Pháp Dương nên tên gọi dành cho các vị Bồ Tát là Pháp Dương Tử. Hai vị Bồ Tát cùng 500 đồ chúng của họ liền từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: từ vô thủy kiếp đến nay, chúng con làm lương y trong thế gian, miệng thường nếm các thứ cỏ cây, đá, kim loại trong cõi giới Ta Bà này, số mục có đến 84.000 thứ. Vào thời đó, ở Ấn Độ, các chất của thuốc được hòa hiệp từ 4 thứ cỏ, cây, kim loại và đá. Chúng con biết hết các vị đắng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay, cùng sự hòa hợp và biến đổi từ các vị ấy sinh ra. Chúng con biết rõ vị nào thích hợp vị nào không, vị nào có thể hòa hiệp để trị một số bệnh, vị nào không thể hòa hiệp, nhưng khác với loại trước, có thể gây chết người nếu khi hòa hiệp chúng lại. Thế nên trong Dược Tính Bộ có nói, căn bản về thảo mộc có 18 loại độc và 19 loại hiền. Ô đầu tương kỵ với các thứ bán hạ, bạch liễm, qua lâu. Cam thảo được trình bày trong Dược Tính Bộ như là thảo dược có ưu thế hòa hiệp với nhiều thứ thuốc khác. Nhưng nếu đem cam thảo dùng chung với hải tảo, đại kích, cam tội, nguyên hoa mà cho bệnh nhân dùng thì họ có thể chết. Lê lô và tế tân dùng chung cũng có thể làm chết người, nhưng tế tân dùng riêng thì có thể chữa được bệnh nhức đầu. Chúng còn biết rõ những dược thứ thuốc này thích hợp hay nghịch nhau khi chúng hòa hiệp lại, và thứ nào sẽ biến đổi tính chất, hoặc điều gì sẽ xảy ra khi chúng hòa hiệp với những thứ có độc tính, cũng như biết được thứ nào là lạnh, thứ nào tính nóng, thứ nào độc, thứ nào không độc, chúng con đều biết rõ. Dược tính của nó có thể là hàn, nhiệt, ôn, bình. Những người tánh hàn thì không thể dùng thuốc có vị hàn,
những người có tánh ôn thì không thể nào chịu được thuốc có vị ôn. Hai vị Bồ Tát đều biết rõ tính độc của từng vị thuốc như thế nào trong từng loại dược thảo. Kinh văn: Chúng con nhờ thừa sự Như Lai mà rõ biết bản tính của vị trần vốn chẳng phải là không, chẳng phải là có, không phải chính là thân tâm, chẳng phải tách rời thân tâm, do phân biệt được bản nhân của vị trần mà được khai ngộ. Giảng giải: Chúng con nhờ thừa sự Như Lai, chúng con đã quy y và phụng thờ chư Phật, nhờ đó mà rõ biết bản tính của vị trần vốn chẳng phải là không, chẳng phải là có. Vị trần chẳng đến từ hư không, chẳng phải vốn có. Vị trần không phải chính là thân tâm, chẳng phải tách rời thân tâm. Bản tánh của vị trần chẳng phát sinh từ cái lưỡi nếm mùi vị, chẳng phải tánh của vị trần có được bên ngoài việc nếm mùi vị của cái lưỡi. Do phân biệt được bản nhân của vị trần mà được khai ngộ. Chúng con quán chiếu tường tận căn nguyên bản tính của mùi vị và nhờ đó mà được giác ngộ. Khi chúng con phát huy tính phân biệt đến tột đỉnh, tới mức không còn phân biệt được nữa thì trở nên chứng ngộ. Chúng con nhận ra rằng căn nguyên của mùi vị vốn chẳng phải là mùi vị. Kinh văn: Nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng con tên gọi là Dược Dương Dược Thượng Bồ Tát. Nay trong chúng hội, chúng con là Pháp Dương Tử, nhờ vị trần mà được chứng ngộ trong hàng Bồ Tát. Giảng giải: Nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng con tên gọi là Dược Dương Dược Thượng Bồ Tát. Đức Phật ban cho hàng Bồ Tát chúng con hai tên gọi như vậy. Nay trong chúng hội, chúng con là Pháp Dương Tử, nhờ vị trần mà được chứng ngộ trong hàng Bồ Tát. Chúng con nếm các vị trần cho đến khi được chứng ngộ đến giai vị Bồ Tát. Kinh văn: Nay Đức Phật hỏi về duyên thông, như chỗ chứng ngộ của chúng con, căn nguyên từ vị trần là hơn cả. Giảng giải: Vị trần là phương pháp tu tập duyên thông thù thắng nhất. Mùi vị là điều cần nhất cho chuyện ăn uống. Nó có thể là ngon nhất và cũng có thể là dở nhất. Vị dở nhất là vị diệu lạc tối thượng, nhưng chính quý vị phải tự mình nếm được và nhận ra nó có ngon hay không. Ha ha ha, 闻三摩地娑诃。